Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với trận đấu tiếp theo. Đình Minh ôm bom truyền xuống đáy. Chính Bách đột phá truyền cho cầu thủ trung phong, và đó là một pha phối hợp rất đẹp mắt của các chàng trai áo hồng. Chống trải và tung ra cú ném 3. Có 3 điểm tính, một tình huống dựa bảng. Đình Minh chuyền bóng xuống đáy. Pha ném 3. Lần này thì đã có 3 điểm dành cho Phan Đình Phùng rồi. Xoay người đến từ Đức Anh. Lần này thì đã có điểm số dành cho cầu thủ mà số 82 rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Tiếp tục là pha chạy bài của Phan Đình Phùng. Chuyền bóng khéo. Có bảng, có 2 điểm tính. Có một chút lập bập dành cho Everest rồi, khi mà Lâm Khoa đang bị bóc xoăn. Phản công nhanh, Đình Minh lên rổ, chắc chắn là sẽ có 2 điểm. Chính Bách móc sổ, và đó là 2 điểm tính. Sau pha móc sổ bằng tay trái của Đình Gia Chính Bách. Đình Minh chuyền bóng cho Quốc Nghĩa. Quốc Nghĩa đột phá, Quốc Nghĩa móc sổ, 2 điểm tính tiếp theo. Nhưng bóng nằm trong tay của Everest. Lâm Khoa kiểm soát bóng để bị tuột tay, và Chính Bách gần đây thì đã có 2 điểm. 2 điểm tính sau những nỗ lực không biết mệt mỏi đến từ Phan Đình Phùng. Đức Anh chủ động đánh contact, và có vẻ như là có N1, chính xác là như vậy. Một tình huống N1 dành cho cầu thủ số 82. Ba mới vào sân đây, nhưng hy vọng rằng đây sẽ là sự thay đổi tích cực để giúp cho Everest họ quay trở lại với trận đấu. Đến từ một cầu thủ của Phan Đình Phùng. Chưa có 3 điểm dành cho Phan Đình Phùng. Phản công nhanh, lên rổ, 2 điểm tính rồi. Lâm Khoa đang chủ động đẩy tốc nhanh hơn. Lên rổ, có điểm tính cho Lâm Khoa. Và đột phá và móc rổ bằng tay trái cực kỳ khó chịu. Pha ném 3 điểm, vẫn chưa có 3 điểm. Đình Minh lấy được bóng. Đình Minh có N1 cho Đình Minh. Và đánh quá xuất sắc của chủ công mang áo số 44 bên phía Phan Đình Phùng. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Tình huống lấy được offensive rebound. Chủ động post up, và sau đó là câu được lỗi. Phan Anh đang bị chăm sóc rất kỹ càng. Drive and kick của Phan Anh. Phan Anh 3. Có 3 điểm rồi. Pha ném 3 của Quốc Nghĩa, có 3 điểm tính. Một tình huống ném 3 để tránh shot clock, nhưng đó là một pha ném 3 quá chính xác. Lâm Khoa ôm bom, nhưng đó là thủ tốt của Đình Minh. Và thủ quá là kinh nghiệm đến từ chàng trai mang áo số 44. Chuyển bóng xuống đáy. Và có điểm tính dành cho Phan Đình Phùng rồi. Đình Minh đưa được bóng lên sân trên đến từ Đình Minh rồi. Drive and kick. Đức Anh. Và tip in có điểm. 4 điểm liên tiếp đến từ đôi bàn tay của cầu thủ mang áo số 68. Đó là Đức Mạnh. Bóng để câu thời gian. Và các chàng trai Phan Đình Phùng đang làm rất tốt nhiệm vụ này. Cướp được bóng rồi. Phan Anh dừng lại và ném 3 điểm. Không có 3 điểm rồi, và tôi nghĩ đó cũng là tình huống cuối cùng để kết thúc trận đấu. Xin chúc mừng những chàng trai áo hồng Phan Đình Phùng. Họ là một tập thể đồng đều hơn và đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số là 33-27 trước những chàng trai Everest.